Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình đi siêu thị Home Depot. Vào đây thì mình sẽ mua một vài món đồ. Trước mắt thì mình mời các bạn tham quan những cái cây thông dành cho dịp lễ Giáng sinh nha. Đây là bé mèo Milo, 1 tuổi. Our Home Depot don't look like this. Yeah. See? I grew up seeing it like this. Milo, you see this? You climb in there. Is it beautiful, Milo? He'd climb up in that tree. Đây là lần đầu tiên mình dẫn bé mèo đi siêu thị á mọi người, tại vì nó ở nhà hoài à. Mình phải dắt nó đi để cho nó dạng hơn chút. That still look like fake snow. Like a snow. Người ta làm cái hông đẹp quá mọi người, giống như là quý phụ ở trên cái hông nữa, rất là đẹp. Well, yeah, lights on it, lights up nice. Yeah, look at that. Look. Minion. You see, he went down and then he popped up. Now he went down. Hello, Milo, right here. Milo. Say hello, Milo. Hello. Yeah, he was okay with the dog. Beautiful Christmas tree, right? Yeah. Then they got the train. Train to go around the Christmas tree. Is your bill, Milo? Do you like the bill? Yeah. You want
giờ đi đi kia. Uh-huh. I can buy something for you. We got a lot of nice Christmas trees. Yeah, beautiful Christmas tree right here too, Milo. You like it? This one has the little glitter in it. Yeah, makes it spring. Bên Mỹ người ta rất là thích những cây thông được trưng bày ở trong nhà lúc mà Tết Giáng sinh. Đẹp ghê luôn. Yeah, bigger than our Home Depot. I don't know if our Home Depot does this or not. I like this Home Depot though. It's bigger. Okay, this is what you're holding. Mm-hmm. Say hello to the Santa. Say hello. Hello, Santa. Dancing with Santa. Mm-hmm. Dancing with Santa. Yeah. Yeah. I can pause it though. No, no, don't pause. It's for me. Beautiful, Milo. Do you like it? Do you like me? He'd go up in that tree. He'd be having fun. Cats like climb the trees, like Christmas trees. You're a good boy, Milo. You're very friendly to people. See, he okay. You see, he okay. Right here. Milo, do you want a little present for you? Yeah? Meow. Yeah? Meow. There's a little present for you. Meow. You like it? Meow. It's gonna be on the other side. Meow. Should be. Some people can go out and working, kids can go to school, something like that. Okay, that's my letter already. Yeah. Mình rất là ngoan, không có la ó ôm sờm như mấy mèo khác đâu. This one, look at that, beautiful. Like snow on the Christmas tree and the light bulb. Mm-hmm. Beautiful. Like this, Milo? Like this? Yeah. Mỗi lần đến dịp lễ Giáng sinh thì các bạn thường thấy những cái vòng hoa này ở đằng trước cửa nhà của mỗi nhà
Và cái vòng hoa này tượng trưng cho một cái ý nghĩa là mỗi lần đến dịp lễ Giáng sinh, tất cả mọi người ở trong thành viên trong gia đình sẽ hội tụ về với nhau, cùng nhau ăn tối và cùng nhau mở quà. Một cái vòng hoa này 69 đô á các bạn. Nhìn đẹp ghê không? Đây là những loại cây kiểng mà người ta thường trưng trong dịp lễ Giáng sinh. Thì trong cái mùa Giáng sinh thì người ta muốn là tất cả màu sắc. Thì nên là các bạn nhìn thấy những cái cây kiểng ở đây nó có màu xanh, màu đỏ, đủ thứ màu hết, đẹp ghê không? Yeah, fly goes in and it closes. Đây là cái cây ăn ruồi, ăn muỗi. Ruồi muỗi mà nó bay vô là nó sẽ kẹp lại nó ăn. I always like those. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng với lại bé mèo đi vào khu rừng. Nói giỡn chứ khu rừng. Ở đây là cái khu mà cũng bán những cây kiểng mọi người, để trưng bày trong nhà cho nó đẹp á. Yeah, house plant. Wow, look at that. Uh-huh. That's for indoors. Doesn't look real, but it is. Còn đây là cây lưỡi hổ nè. Mm-hmm. Mình nghe người ta nói nếu mà trồng cái cây lưỡi hổ ở trong nhà thì rất là may mắn mọi người. Thường thường mình thấy ở các bệnh viện thường thường cũng có cái cây này đó, nhưng mà người ta tin dị đoan thì người ta nghĩ là có cái cây này ở trong nhà sẽ gặp may mắn, nhưng mà thực chất á, thì cái cây này á, nó có thể hút ẩm được nha, nó tỏa ra nhiều khí oxy tốt cho cơ thể. Đó là về khoa học. Một đống trụ hoa lan. Trời ơi đẹp ghê không? Mình rất là thích hoa lan. Hoa lan với lại hoa hồng là hai loại hoa mà mình cực kỳ thích nha các bạn. Mình có chậu xương rồng kiểu nữa nè. Mình nhìn hấp dẫn không? Meow. Mấy đâu? You're doing good. Thấy bé mèo nó ngoan không? Rất là ngoan. Lucky you're not that big, man. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Video đến đây là kết thúc. Miley xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Hãy nhớ cho mình một like, một đăng ký và bấm chuông để luôn luôn theo dõi những video hay và hấp dẫn của mình nhé. Tạm biệt mọi người.